Đột nhiên, bạn nhận ra những gì trên newsfeed chỉ là những sự kiện lãng nhách và meme. Nhưng meme chẳng có gì sai cả. Bạn chỉ không nhớ lần cuối mình được trò chuyện về những ý tưởng là khi nào và không biết mình chia sẻ chúng với ai. Spider Room đã có một nơi như vậy ở trên Facebook. Tôi đợi bạn tại group. Chúng tôi biết, chúng tôi không biết gì. Đây là bài viết Những sự thật về loài cá của Spider Room Team. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng nhau khám phá những bí mật này nhé. Trong một lần tình cờ lướt Facebook, mình có xem được video của một vị huynh đài. Vị huynh đài ấy đã đặt một câu hỏi cực kỳ thú vị, đó là cá nó có bơi lùi không nhỉ? Từ cái câu hỏi khá là oai oăm này, mình đã tìm hiểu và phát hiện ra rất nhiều điều thú vị về loài cá. Ví dụ như là cá nó có ngủ không? Cá nó có uống nước không? Hay là cá nó có tai không? Nếu mà không có tai thì nó nghe kiểu gì nhỉ? Ok, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá những điều thú vị nhất về loài cá nhé. Cá là loài động vật sống dưới nước, thở qua màng và có xương sống, có vây và tim hai ngăn. Một số loài được gọi là cá mà không thở qua màng, tại vì chúng thuộc lớp động vật có vú. Nếu bạn không mấy quan tâm thì tất cả những gì bạn biết về cá có thể chỉ là loại cá này nên rán hay là nên sốt cà chua, hoặc là loại nào om dưa thì ngon, đúng không? Nhưng mà đối với những ai thích cá thì chúng là những sinh vật hấp dẫn không thể nào mà tả xiết được. Thậm chí cá là loài mà con người vẫn còn hiểu biết khá ít về chúng đấy. Chúng gồm từ những sinh vật bé xíu cỡ móng tay đến các con quái vật có kích thước bằng cả một chiếc du thuyền sang trọng. Chúng có thể ngủ mở mắt, ăn uống không dùng miệng và lướt đi trong nước mà không tạo ra bóng. Loài cá đông nhất thế giới. Loài cá nào đông đảo nhất thế giới? Đây là câu hỏi không dễ trả lời nếu bạn không làm một đường Google cơ bản. Bạn sẽ khó có thể gọi tên được nó đấy. Loài cá đông đảo nhất thế giới là cá Bristol Mouth, hay còn được gọi với cái tên Việt sáp là cá ánh sáng, bởi nó có một bộ phận có thể phát sáng ở phần dưới của cơ thể. Rất bất ngờ, loài cá phổ biến nhất thế giới này lại ít được con người nhìn thấy. Chúng sống ở độ sâu khoảng 30,5 đến 76 mét dưới mặt nước biển. Loài cá Bristol Mouth này là những sinh vật nhỏ bé xấu xí, với thân mình mập mạp, mắt nhỏ và chiếm phần lớn là miệng với vây. Vì nhỏ bé nên chúng ít được chú ý. Hầu hết các loài cá này chỉ dài không quá 7 cm, nhưng mà cá Bristol Mouth có một bộ phận nổi bật, hai dãy phát sáng hay các cơ quan phát ra ánh sáng ở dưới bụng của nó, mà nó dùng để tránh cho bản thân tạo ra bóng, để các loài cá săn mồi không nhận ra nó. Kẻ thù của nó là tôm, thì bạn có thể hiểu được là loài cá này nhỏ đến mức nào rồi đấy. Ok, giờ là tới mức độ đông đảo của loài cá này này. Một lần nữa khẳng định lại, đây là con cá đông nhất thế giới. Để tưởng tượng được độ đông đảo của nó, hãy làm một phép tính. Thế giới hiện tại có 7 tỷ người, có thể hơn một chút, nhưng mà mình sẽ làm tròn thành 7 tỷ nhé. Ước tính có khoảng 24 tỷ con gà. Chuột cũng là một trong những loài đông đúc nhất, ước tính khoảng 14 tỷ con. Tổng cộng 3 loài này vào, chúng ta có 45 tỷ cá thể. Nghe rất là đông rồi đúng không? Thế nhưng mà cá Bristol Mouth chỉ phán một câu xanh dờn. Các bạn tuổi gì? Tuổi. Tổng số cá thể của cá Bristol Mouth đông gấp khoảng vài ngàn lần con số trên. Theo rất nhiều các nghiên cứu và trong một tuyên bố của tờ New York Times từ Viện Nghiên cứu Hải dương Monterey, thì tổng số cá thể của loài cá này có thể lên tới vài trăm nghìn tỷ, tương đương với tổng cộng là 17 con số 0 đứng sau một con số nào đó. Nói chung là... Tuổi sánh vai. Loài cá lớn nhất thế giới. Loài cá lớn nhất tên đầy đủ là cá mập voi, tên tiếng Anh là Rhynchocephalus typus. Đây là một thành viên đặc biệt trong phần lớp cá mập, cá đuối của lớp cá sụn. Loài cá này nắm giữ nhiều kỷ lục về kích thước trong vương quốc loài vật, tiêu biểu nhất là danh hiệu động vật có xương sống không phải thú lớn nhất còn tồn tại. Cá mập voi thường xuất hiện ở vùng nước mặt thoáng trên các đại dương nhiệt đới và hiếm khi bắt gặp ở những vùng nước có nhiệt độ dưới 21 độ C, tương đương với 70 độ F. Qua các nghiên cứu kỹ lưỡng về cá mập voi,
Người ta ước tính tuổi thọ của loài cá này là từ 80 đến 130 năm. Với chiều dài khủng khiếp, cái đầu khổng lồ thô kịch và bộ da chấm bi đen trắng, cá mập voi trông giống như là một nguyên mẫu trong các bộ phim thảm họa về đại dương. Thật ra, gã khổng lồ này lại gần như vô hại. Loài cá này sở hữu cái miệng rất rộng và có khả năng lọc thức ăn, tương tự như hai loài cá mập khác là cá mập miệng to và cá mập phơi nắng. Chúng hầu như chỉ ăn sinh vật phù du và cá nhỏ, đồng thời không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào với con người. Cá nhỏ nhất thế giới. Danh hiệu chú cá nhỏ nhất thế giới là một đề tài gây tranh cãi. Vào năm 2006, tập san khoa học có uy tín của Hiệp hội Khoa học Hoàng gia của Vương quốc Anh đã công bố một báo cáo ca ngợi phát hiện một loài cá tí hon thuộc chi Paedocypris. Loài cá này sống trong đầm lầy Sumatra và chỉ dài có 7,8 mm, khoảng 1/3 inch. Ngay sau đó, các nhà khoa học khác đã đưa ra thông tin viện dẫn một loài cá thậm chí còn nhỏ hơn đã được mô tả trong các tài liệu khoa học. Một mẫu vật của Úc, đó là loài cá Star Infantfish, Schindleria ravenpinguis, chỉ dài có 7 mm. Nhưng hóa ra, con cá nhỏ nhất lại là một con cá đực quỷ, Anglerfish, Photocarinus spiniceps, được phát hiện ở Philippines, chỉ dài 6,2 mm, tức là khoảng 1/4 inch từ đầu đến đuôi. Con cá đực này là một sinh vật ký sinh, sống cả đời bám vào con mái cùng loài lớn hơn rất nhiều. Con cá mái đảm nhiệm tất cả công việc như là bơi và kiếm ăn, trong khi cá đực chỉ việc bám vào nó. Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng cá đực quỷ Anglerfish đã giành được danh hiệu là cá nhỏ nhất thế giới. Tiếp theo câu hỏi, cá có tai hay không? Câu trả lời là có. Tai của cá nằm ở bên trong sọ, giống như các động vật có xương sống khác. Tai cá có chức năng như các cơ quan giữ thăng bằng, cũng như để nghe. Âm thanh truyền rất tốt trong nước và nhiều loại cá truyền âm thanh để thông tin cho nhau, có loài còn truyền cả sóng âm nữa. Cơ quan thính giác phân bố bên trong hộp sọ và ở hai bên đầu cá. Chức năng của nó là nghe và tham gia vào việc giữ thăng bằng cho cơ thể cá. Cơ quan thính giác của cá phát sinh từ lá phôi ngoài trong giai đoạn phôi thai. Đầu tiên, lá phôi ngoài ở hai bên đầu dày lên, hình thành mấu nối. Tiếp theo, trên bề mặt của mấu nối lõm xuống, tạo thành dạng cốc. Dần dần hai bên cốc khép lại, tạo thành bao thính giác. Sau đó, bao thính giác chia làm hai phần. Bên trên thường có ba ống bán khuyên, bên trong chứa đầy chất dịch. Vách ở đầu mỗi ống bán khuyên phình to ra, hình thành các ampulla. Trong các ampulla có các tế bào cảm giác phân bố thành từng đám. Bên dưới, chia hai phần là túi bầu dục bên trên và túi hình cầu bên dưới. Ngoài ra, điều thú vị nữa là tai người được tiến hóa từ mang cá. Cá có tai và có miệng, vậy tại sao cá nó không nói được? Câu trả lời rất đơn giản, nếu như là bạn ngậm đầy một mồm nước, bạn có nói được không? Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Ok, đó là những gì mà bạn Google nói với bạn. Còn mình thì mình sẽ nói với bạn rằng cá có nói được nhá. Nói mạnh là đằng khác. Chúng đã nói chuyện với nhau suốt 155 triệu năm. Nhưng phải đến tận gần đây, các nhà khoa học mới bắt đầu hiểu được ngôn ngữ giọng nói của chúng. Aaron Rice, nhà sinh thái học đến từ Đại học Cornell cho biết, từ lâu chúng tôi đã biết một số loài cá phát ra âm thanh, nhưng âm thanh của cá vẫn luôn được coi là thứ gì đó kỳ lạ và hiếm gặp. Đó là bởi một niềm tin phổ biến cho rằng cá chủ yếu dựa vào các phương tiện giao tiếp khác, từ tín hiệu màu sắc, tín hiệu điện tới ngôn ngữ cơ thể. Nếu bạn chịu khó lắng nghe một vùng nước lặng, thì thoảng bạn sẽ thấy những tiếng lục khục âm ỉ, nhưng cũng có lúc trầm lúc bổng. Ví dụ như là các dạn san hô thường là nơi ồn ào nhất trong lòng đại dương. Phần lớn các âm thanh ở đó là do cá phát ra. Bằng cách rung động nhiều loại cơ, ví dụ phổ biến nhất là cơ hơi, cá có thể phát ra âm thanh truyền đi được trong môi trường chất lỏng. Ngoài ra, các cơ bàng quang của cá cũng có thể trở thành một bộ phận phát ra âm thanh có hiệu suất cao. Đó là bởi cơ bàng quang thường là cơ co bóp nhanh và mạnh nhất của nhiều loài cá. Nhìn chung theo thống kê của Rice, trong số 175 họ cá, cứ 3 họ thì có 2 họ cá có khả năng giao tiếp bằng âm thanh.
Con số này cho chúng ta thấy một bức tranh tổng thể lớn hơn nhiều so với trước đây, khi các nhà khoa học nghĩ rằng chỉ có 1/5 số loài cá biết nói chuyện. Và cá đã nói chuyện với nhau cách đây khoảng 155 triệu năm. Điều thú vị, đây cũng là khoảng thời gian mà những loài động vật có xương sống trên cạn biết giao tiếp bằng âm thanh ra đời. Kể từ đó đến nay, các phân tích cho thấy tiếng nói của loài cá đã tiến hóa độc lập ít nhất 33 lần. Mỗi lần tiến hóa, chúng lại trở nên phức tạp và đa dạng hơn. Rõ ràng lũ cá có những điều quan trọng cần phải nói ra với nhau. Các nhà nghiên cứu cho biết cá có nhiều động lực để nói chuyện. Bằng cách phát và truyền âm thanh dưới nước, chúng có thể gọi nhau đi ăn, cảnh báo nguy hiểm, thậm chí là cãi lộn để tranh giành lãnh thổ. Và tất nhiên, cá cũng dùng âm thanh để mời gọi bạn tình, giống như các loài chim trên cạn. Có một số loài cá sử dụng ngôn ngữ âm thanh nhiều hơn các loài cá khác, chẳng hạn như là cá cóc và cá chuột. Như vậy có thể kết luận, cá có nói chuyện được với nhau. Vậy câu hỏi tiếp theo, cá có ngủ không? Câu trả lời vẫn là có. Hầu hết các loài động vật đều có lúc ngủ, giấc ngủ rất quan trọng vì nó giúp cơ thể và bộ não nghỉ ngơi. Con người khi ngủ thì nhắm mắt, nằm im, thở chậm và ít biết được những gì xảy ra xung quanh. Một số người ngủ rất sâu và khó có thể đánh thức họ dậy được. Cá thì không có mi mắt và chúng không cần nhắm mắt dù sống ở dưới nước. Đất và bụi không thể chui vào mắt cá được. Mặc dù vậy, cá vẫn ngủ. Rất dễ để chúng ta biết khi nào thì cá đang ngủ, đó là khi chúng nằm im không cựa quậy và thường là nằm dưới đáy hoặc gần mặt nước. Chúng phản ứng rất chậm với những gì xảy ra xung quanh chúng và có khi chẳng có phản ứng gì. Nhìn vào mang cá, bạn sẽ thấy chúng thở rất chậm. Nếu bạn có một bể cá ở nhà, bạn có thể quan sát thấy khi đem xuống và bạn tắt đèn đi thì cá ít hoạt động hơn. Nếu bạn bật đèn lên vào giữa đêm, bạn sẽ thấy lũ cá hầu như không hoạt động gì cả. Một số loài cá tiếp tục nổi theo dòng nước và thỉnh thoảng sẽ đánh vây một cái để giữ oxy chảy vào mang. Những chuyển động tinh tế này còn để giúp cho chúng giữ thăng bằng. Tuy nhiên nhìn chung, khi ngủ, chuyển động bơi của cá thường chậm hơn và chúng sẽ trôi sâu xuống phía dưới mặt nước thay vì bơi ở độ cao bình thường. Trong khi hầu hết các loài cá thức vào ban ngày và nghỉ ngơi vào ban đêm, vẫn có một số loài hoạt động về đêm. Một điểm khác biệt đáng chú ý khác giữa con người và sinh vật sống dưới nước là các sinh vật này có xu hướng vẫn tỉnh táo phần nào trong khi chúng đang ngủ nhằm có thể thoát khỏi những kẻ săn mồi. Không giống như con người, cá dường như không tuân theo nhịp sinh học nghiêm ngặt như chúng ta. Cá sẽ dễ dàng điều chỉnh thói quen ngủ của mình theo nhiệt độ nước, thức ăn sẵn có, yếu tố di cư. Nếu cá có ngủ, thế chúng có bị mất ngủ không? Câu trả lời vẫn là có. Nó xảy ra ở loài cá ngựa vằn. Khi không có bóng tối, những con cá này sẽ không ngủ. Nhưng may mắn thay, chúng dường như không gặp phải các tác động của việc thiếu ngủ giống như con người. Câu hỏi tiếp theo, cá có bị khát không? Và khi bị khát thì nó có uống nước không? Đầu tiên là cá có uống nước không? Trả lời ngắn gọn thì là có, nhưng mà nó tùy thuộc vào bạn đang nhắc đến loài cá nào. Về cơ bản thì cá nước ngọt không uống nước do nước sẽ làm máu của chúng quá loãng. Mặt khác, cá nước mặn lại uống rất nhiều nước để tích nước trong cơ thể. Cá có khát nước không? Trong khi nói về việc cá có uống nước không, thì tôi lại nghĩ đến câu hỏi liệu cá có thấy khát nước không? Ví như là với chúng ta chỉ uống nước khi cảm thấy khát. Cảm giác khát nước là một dạng tín hiệu của cơ thể báo hiệu cho chúng ta biết mình đang cần bổ sung nước. Nhưng mà vấn đề lại trở nên phức tạp hơn một chút đối với cá. Cá sống cả đời trong nước, vậy làm thế nào một sinh vật sống trong môi trường nước lại cảm thấy khát được? Bạn có cảm thấy đói khi mà trong nhà vẫn tràn ngập đồ ăn không? Tuy nhiên, câu trả lời thì lại không đơn giản như vậy. Cá nước mặn và cá nước ngọt có giải phẫu sinh học khác nhau, dẫn đến việc chúng có những hành vi khác nhau trong việc uống nước. Loài cá không thực sự cần cảm giác khát nước thì mới uống nước. Việc uống nước chỉ là một phản xạ xảy ra mà không cần một quyết định nào từ cơ thể của chúng. Vì vậy, có thể nói rằng loài cá chẳng bao giờ cảm thấy khát nước cả. Cơ chế uống nước của cá nước ngọt.
Thật ra, nồng độ muối trong máu của cá nước ngọt cao hơn nhiều so với môi trường nước bao quanh nó. Vì vậy, nếu cá nước ngọt uống nước, chúng sẽ có nguy cơ cao bị loãng máu. Đó là lý do vì sao cá nước ngọt thì không uống nước. Thay vào đó, chúng sử dụng cơ chế thẩm thấu. Cá nước ngọt hấp thụ nước thông qua mang và da của chúng. Ngoài ra, chúng cũng thải ra nước tiểu loãng hơn nhiều để loại bỏ lượng nước thừa trong cơ thể. Cơ chế uống nước của cá nước mặn. Nếu mà so sánh với môi trường nước xung quanh thì cá nước mặn có máu loãng hơn nhiều. Vì vậy, chúng luôn phải đối diện với nguy cơ bị mất nước. Đó là lý do vì sao cá nước mặn cần chủ động uống nước. Nhờ có chiếc mang đặc biệt mà cá nước mặn có thể uống nước biển, xử lý và thải ra ngoài toàn bộ lượng muối dư thừa. Và bây giờ sẽ tới câu hỏi ở đầu video. Cá có bơi lùi không? Trả lời, khi muốn bơi ngược ra sau, cá sẽ quay xe, tức là cá sẽ quay đầu mà không bơi lùi. Xét về hình thái chung của cá, phần đuôi là bộ phận quan trọng nhất cho việc bơi. Đuôi cá có chức năng như là bánh lái, quạt nước ra sau để đẩy cá về phía trước. Cấu tạo này chỉ tạo được lực đẩy theo một phương duy nhất, tức là cá không thể bơi ngược do thiếu một cái bánh lái thứ hai gắn ở đằng đầu. Có thể so sánh đuôi cá với bánh lái, tức là chân vịt của tàu thuyền. Cả hai vận hành khác nhau nhưng cùng công năng là chỉ đẩy phần thân tiến về phía trước. Tàu thuyền cần đi ngược lại cũng sẽ phải quay đầu. Mở rộng ra, trong tự nhiên hầu hết động vật bậc cao có góc thị giác trong khoảng 270 độ, thường tiến hóa để phương di chuyển luôn tiến về phía trước, tức là nằm trong vùng nhìn được. Chỉ ít loài bậc thấp mà mắt nhìn được 360 độ mới có khả năng đi ngược, ví dụ như là con mực chẳng hạn. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!